Ôi ôi ôi, sao chuẩn bị sẵn thế vậy? Mình đi, mình thấy á, hồi đó là tôi đi lạc trong rừng á. Dạ. Rồi đâu có nước uống, rừng trên Campuchia đâu có nước uống đâu, 7-8 anh em gì á. Rồi đầu tiên thì đái hết khó rồi. Đái uống hả? Rồi đâu có là nước nữa. Rồi gặp cây chuối á, mừng quá, mấy anh em mừng quá. Rồi đâu chắc bởi vì cái ăn chay á, bà con nói là ăn mặn không phải là tu, mà ăn chay không phải là tu. Nhưng mà do nơi tu tấm lòng của mình đó, đừng làm những gì mà khác. Tuổi già, mặc dù là tuổi đã về hưu rồi nhưng mà vẫn còn đó một cái nỗi lo đối với cuộc sống mưu sinh của mình. Tuổi già, mặc dù là tuổi đã về hưu rồi nhưng mà vẫn còn đó một cái nỗi lo đối với cuộc sống mưu sinh của mình. Để cho ông Sáu đặt hết cái lú này xong, mấy chú cháu sẽ lên núi để mà tái hiện lại cái cảnh cho mọi người xem ha. Rồi thả xuống rồi đó, sau một thời gian thì thả mấy cái lú lại xong rồi, bây giờ thì Bùi Hồ cùng với lại ông Sáu với bà Sáu sẽ trải nghiệm một cái cảm giác mà có lẽ là Bùi Hồ sẽ nhớ nhất trong cái cuộc đời, đó là cùng ông Sáu với bà Sáu sẽ đi lên đây. Ước giờ. Dạ không sao, ông Sáu ơi, không sao. Nó chết nè. Rồi bà Sáu. Đó đi. Bà Sáu lên không? Bà Sáu lên chứ? Lên, bẻ củi cái gì là nấu chứ. Dạ. Và ngày xưa ông Sáu với bà Sáu là ông Sáu là tỏ tình bà Sáu là bằng cách này hả? Ừ. Bà Sáu. Bằng cách đi hồi xưa buổi xanh đẻ cà na. Đẻ cà na. Là ngày xưa ông thường nướng gì lắm hả ông Sáu? Cũng có. Đó đi làm á. Dạ. Rồi cũng ra đi vô đầu á, đi đẻ cây củi khô gì nè. Dạ. Đó, rồi cái mình nướng ăn mấy cá ăn cơm rồi kia đó. Ăn với bà Sáu luôn hả? Dạ. Rồi đem cơm theo là bắt cá lên là nướng ăn luôn. Cá nướng ăn luôn. Dạ. Đây là một cái vách núi treo leo luôn á cô bác quý anh chị. Sống cái cảnh này con thấy cái cảnh này vui quá không sao? Điền viên quá hả? Nay chứ về ăn thành phố kiếm cảnh này cũng khó kiếm. Bởi vì đâu có đi ra được biển. Mà có đi du lịch biển thì cũng đâu có được cái cảm giác này đâu. À. Có mấy anh bạn đó ông đi tham quan biển á. Dạ. Rồi ông đi tàu đi thả mực mà nướng trên bè thôi chứ đâu, nhưng mà vẫn tốn tiền ha. À, để gì mình mướn tàu mình đi đó. Dạ. Để đâu có được lên bờ làm gì đâu, ngồi với bè nướng ăn luôn. Dạ. Còn mình ở đây thì mình đi trong bờ rồi lên bờ gì nè, gom củi khô lại cái mình chắc mình nướng. Dạ. Là ông Sáu với bà Sáu là bao lâu thì mới nướng ở trên vách núi này ăn một lần? Mình đi đặt gạch đó, cái mình đặt rồi xong mình lên mình nướng mình ăn cơm. Nướng ăn cơm. À. Mình ăn cơm mình lên mình nướng. Dạ. Mà thấy vậy mà vui ghê á. Lên nước ăn đi, ăn nước ăn cơm rồi vợ cứ nghỉ mệt lát nó xuống mới đi lấy gạt. Có gì đâu dính nữa trời. Đó, ông Sáu là kinh nghiệm đi gần đi biển mà. Thật ra thì ông Sáu là sinh ra ở núi rừng nhưng mà lại gắn bó với nghề biển. Bà Sáu là gốc ở đây không bà Sáu? Gốc ở An Giang. Ủa ông Sáu, bà Sáu An Giang luôn. Ông Sáu là ở Thoại Sơn, còn bà Sáu An Giang. Ở cùng xã luôn. Cần Đăng luôn hả? Ừ.
Cần Đăng là con gành lắm á. Cần Đăng Châu Thành. Tỉnh là tỉnh An Giang thôi. Dạ. Hồi xưa thì nó nằm chung một tỉnh. Cái này là để cho bà Sáu với ông Sáu làm để mình quay để cho biết cái cảm giác của hai ông bà cụ. Bà Sáu chọt đang làm con cá bà Sáu. Đang đập đầu nó, đang lắp nướng. Rửa là không bà Sáu? Rửa chứ. Lắp xuống cái rửa. Ồ. Ông Sáu là kinh nghiệm sinh tồn là số 1 rồi. Mình cũng lắp, mình rửa cho ông giống lửa cháy thì dạ, cho có than đó, hạ than xuống cái đứa đầu nó để than tùm lum. Ăn con này không? Dạ con nào cũng được bà Sáu. Đập nướng. Đây bà Sáu đang bằng cá bên đây, còn ông Sáu thì đang giống lửa. Này là tôi nói thiệt luôn á, là ít có khi nào gặp cảnh này lắm. Này khổ quá. Ông Sáu nhìn lên cho con chụp hình cái ông Sáu rồi. Rồi. Ăn cái cảnh này sao kiếm ăn không có làm. Cái cảnh này con nghĩ là khi mà đã vô cái cảnh này thì cái cảm giác mà có đồng tiền cũng đâu quan trọng đâu. Quan trọng có cái là mình sống được vui, vui là được rồi. Làm cái cảnh này mà ông Sáu với bà Sáu đi quay vlog là người ta coi, quay YouTube là chắc người ta coi nhiều lắm á. Coi mình làm ha. Dạ. Ta coi ông bà cụ già mà vẫn còn yêu thương nhau tình tứ. Làm đôi đũa luôn hả bà Sáu? Làm đôi đũa đâu mình gấp nè. Trời, mình xỏ vô cái mang đó bà Sáu. Hả? Bỏ mình xỏ vô bụng nó được không? Không, để nguyên con vậy đó lên đó. Có than để lên đi. Cháy hả ông Sáu? Cháy. Ôi, đúng là kinh nghiệm của ông Sáu hay thiệt á. Đi biển là nướng vậy không nó mùi hồ ơi. Dạ. Nè con mang đi. Thôi con đâu mang, bà Sáu mang đi xuống. Đấy, dưới đi. Không, tao mang có đủ. Bả bị cái giò bả lớn nhỏ sợ bả dép không được. Dạ. Giò có tật đó. Cháy rồi. Thôi thôi ấy hoàn chứ cha nào. Dạ có khi nào người ta nghĩ mình đúng gần không? Không có đâu. À, ông Sáu với bà Sáu vẽ làm lộ đũa kìa. Bỏ ngó nữa đi, múc vô nữa đi nó mới cháy. Cái đó là cây sậy hay sao? Cái sạp. Rồi sao đem cá rửa phơi hả? Cái này nè. Dạ. Cho nó gắn nguồn nước. Ôi. Dạ. Cô bác anh chị thấy cảnh biển nè. Đây là một cái vách núi sừng sững luôn á. Ăn xa hàng ngày thì ông Sáu chia sẻ rằng là ông Sáu lên cái vách núi này mà phía bên kia á là để lượm đá để đem về nhà. Dạ. Đi đây nè, cuốc qua cái này nè, cái lấy nè. Mấy này ha ông Sáu. Dạ. Nóng quá không ra ngoài đó không được, lụm đây nè. Nóng quá. Vì hôm qua có mưa, hôm nay củi nó bị ướt không sao? Ông Sáu ông đi lượm cái miếng mướp để mấy con cá lên đó cô bác anh chị. Ôi. Ôi. Ông Sáu chuẩn bị sẵn thế vậy? Mình đi mình thấy
Đi với ông giáo vô rừng là không sợ bị lạc đâu ha. Dạ hồi xưa cũng bị gà đạp chứ. Ông Sáu có thường lên rừng hái rau rừng không? Cái này ít bị gì nó cuốc trống hết rồi. Dạ nó cuốc lấy đất người ta bán đó. Dạ bán đất rồi nó cuốc. Dạ mình có đất mình bán đất rồi. Cái này là cái mâm của mình nè. Dạ đó. Rồi bây giờ lửa đã cháy rồi. Dạ. Trong lúc mà đợi cho ông Sáu ông đi kiếm củi thêm thì bà Sáu phơi những cái con cá ở đây. Mục đích của phơi cái con cá ở đây là để cho nó khô, nướng cho nó mau chín hay bà Sáu ha? Ừ, phơi nó khô, nướng. Dạ. Bà Sáu chia sẻ rằng rửa nước này nè là nó sẽ chín luôn cái con, nó mặn sẽ mặn luôn con cá luôn à. Đó, đây mình biết được vài con rồi đó. Đây là con cá mang ếch nè. Con cá này rồi, cá bóng mú nè. Con cá mang ếch luôn, con cá hương đốm, hương đốm, hương đếm. Những con cá lù đù. Cá mớm. Cá mớm. Cá đói. Cá đói. Đó, mình nay mình ăn nhiều cá đó đó. Đi theo ông Sáu này mình sẽ học được nhiều cái kinh nghiệm khi mà sinh tồn. Đó là những cái cây ướt nhất á, thì ông Sáu sẽ để phần trên. Thì phần trên đó chính là cái phần dĩ. Và sau khi mà bắt cá xong thì để cá đây để mà phơ cho nó khô, để nướng mau chín cũng như là tiết kiệm lửa. Cái này là cái bàn giả chiến. Cái bàn này thì chắc có lẽ là khó kiếm á. Những cái mà vật dụng mà dễ cháy như là phao, mót thì ông Sáu sẽ lượm lại làm cái công cụ để mà nhóm lửa, không cần lá gừng. Ở đây nếu như mà khát nước thì làm cách nào mình uống nước không sao? Nước đâu uống. Ở đây không có cây. Dạ. Đây có cây chuối gừng á thì mình ấy được. Ồ. Cây chuối gừng á. Dạ. Mình chặt ra múc. Ông Sáu có ăn thử chưa? Nãy nước uống. Có nước không có đem cái bọc kia theo. Ông Sáu có uống thử chưa? Ồ. Vì cây chuối gừng nó là nó có cái chất nước đó. Thì uống đó mà mình uống không quen thì nó khó uống. Nhưng mà ở đây có chuối gừng không sao? Chuối gừng ở đây không có. Có bên dắt bên kia. À có chuối gừng ha. Dạ. Mình chặt ngang vậy nè. Dạ. Chặt ngang rồi có một thét. Thét lỗ rồi đó. À cái đó là uống đỡ thôi ha, uống để cho máu nó chạy. Dạ. Nhưng mà trước giờ ông Sáu có gặp tình trạng đó chưa? Có cũng nhiều lần rồi. Rồi đó là tôi đi lạc trong rừng á. Dạ. Rồi đâu có nước uống. Rừng trên Campuchia đâu có nước uống đâu. 7-8 anh em vậy á. Rồi đầu tiên thì đái hết có rồi. Đái uống hả? Ừ. Rồi đâu có là nước nữa. Rồi gặp cây chuối á, mừng á, mấy anh em mừng á, rồi đó, chặt ngang móc uống. Dạ. Đó, ăn đi về. Dạ. Vậy là ngày sáu, ngày xưa ông Sáu là đi bộ đội Campuchia. Ngày xưa đi bộ đội về kỹ rồi đâu phải. Dạ, bộ đội biên giới Tây Nam không sao? Dạ. Đó tôi đi còn tỉnh Long Châu Hà. Ông Sáu chia sẻ rằng cái đó này là những cái kinh nghiệm này là học trên quân đội không ông Sáu? À. Chứ bây giờ quân đội bây giờ thì nó khác biệt cái nước coi rồi đầy đủ. Xưa quân đội cực lắm. À dạ. Cầm nướng vậy không Sáu hả? Đâu nướng cho này nó chết đừng có nó dậy. Dạ. Cầm gì để nướng cũng được. Lần cầm để nướng gì cũng được. Dạ. Mình để lên rồi cái nó dậy đó. Dạ. Cũng mấy người thượng ta ăn đồ nướng ở trong rừng á. Dạ. Còn mình là người xui. Ừ cái này cũng học hỏi theo đó. Dạ. Một con đã bị chết. Chết lấy ra không sao?
lấy ra rồi mới để lên bếp than. Dạ. Để sống nó còn sống đó, nó nhảy đó. Dạ. Đó, nó vậy đó. Ngồi trên này nè. Dạ được rồi, không sao. Nhưng mà nó đủ 9 con cá không sao? Đủ 9. Ăn chay ăn mặn gì cũng được hay không sao? Nhưng mà sao không sao? Ăn chay thì mình phải biết, còn mình ăn mặn mình phải biết. Bởi vì cái ăn chay Phật không nói là ăn mặn không phải là tu, mà ăn chay không phải là tu. Nhưng mà do nơi tu tấm lòng của mình đó, đừng làm những gì mà sát sanh hại người đó, độc ác thì mình đừng nên làm. Tại vì mình nếu mà mình ăn chay thì là phải vậy, còn ăn mặn thì mình giữ lời của Đức Thầy nói là thay thế gì cũng như mình ăn lạc rồi. Dạ. Bởi vì thầy nói mình làm người phải giữ cho tròn bổn đạo của người. Thì con người thầy nói là mình sống là biết đạo đức. Dạ. Là ví dụ như mình ăn chay mà mình sống không có đạo đức, rồi mình lừa gạt người ta, làm những chuyện là không có đúng vào cái của lời của Phật nói, rồi mình đâu có ăn chay được làm gì, còn tội hơn nữa. Dạ. Có ai mà đi biển mà làm gì lên mình nướng rồi không? Nên thành nữ là mình cứ tùy tâm theo sao ha. Tâm mình tốt được rồi. Thật ra dụ giờ tôi cạo đầu tôi đi tu ăn, rồi tôi đi gạt người, rồi lấy tiền đó về làm những chuyện cá nhân của tôi, đó mình tội hơn nữa. Thí dụ như người ta lại cúng chùa, mình lấy tiền chùa đó là mình đi giúp đỡ những dân nghèo, thì đó là mình có cái đồ ăn rồi, cái gió nó quặn á, quặn nhất núi rồi kia đó. Dạ. Quay lại kêu ta ông bà xưa người ta nói ăn cơ thì nước mắt chăn cơm. Tại vì nước mắt chăn cơm là cái nước mắt mình nó chảy ra đó. Dạ. Ăn cơm vô cái này cũng vậy. Dạ. Cái này gọi rồi nướng ăn cũng nước mắt chăn đồ ăn vậy. Chín vô sao? Nước cơm cho nó ăn lại gai đi. Không. Chín phần nào chưa sao? Cơm có chín rồi, gai chưa mới chín về. Mày cậu bác quýnh chị nè. Ông sao nướng con ăn hả? Con với ông sao ăn chứ? Này nước mắt chăn nước ăn nè. Nước mắt chăn thức ăn. Dạ. Đây, con tôm mới vừa kéo cho đú lên. Ôi. Nóng quá. Nóng quá luôn. Này là vừa thổi vừa ăn nằm sao rồi. À. Đây, mở ông sáu nè. Mở ông sáu ăn thử nha. Cái cảm giác nè. Mở ông sáu nè. Mở ông sáu nè. Nước tôm đi mau ăn hơn. Nóng ăn trước đi. Tôm vô có đặt qua đặt lại ăn rồi. Ngon sao? Ăn tôm nữa ngọt. Dạ. Hay. Một cái con tôm cực kỳ ngon luôn. Chảy nước miếng hết rồi. Chảy nước mắt.
bà Sáu anh ở dưới kia á, bà Sáu con trai à, cái này bà trai không ăn dạ ngọt kìa, có vị muối mặn mặn không sao, bà Sáu rửa bằng nước muối á, nước mặn mặn không, mặn mặn bà Sáu khỏi chấm muối luôn, khỏi chấm muối. Ôi ôi ngon quá. Ông Sáu ăn con cá bự của anh, con cá nhỏ nha. Dạ. Mời cô bác quý anh chị con tôm. Chín rồi không sao? Cầm muỗng thì nó chín rồi. Hình như con thấy nó nứt. Nứt hết rồi đó. Chín nè. Ông Sáu con đó đi. Con lột cho ông Sáu nha. Rồi, rồi. Thấy ngon không? Ngon. Ăn cái này mình ăn từ từ ngon. Ôi. Cái con cá này. Ây da. Bà Sáu đói bụng rồi. Con cá này là con cá đổi. Cá đổi. Cá đổi tại vì nó ốm á. Quay qua đây cho cô bác anh chị thấy rõ ha. Ôi con cá không phức luôn. Đây cá mớm. Đây con mời ông Sáu nè. Ăn đi. Ông Sáu ăn nửa con đi. Ăn này mới ngon nè. Nóng nóng nè. Nè, mời cô bác quý chị. Này ăn luôn giỏ hả ông Sáu hả? À, ăn luôn vậy luôn. Dạ luôn. Dạ. Mời bà con cô bác hay vườn cái chia vui. Dạ. Ăn cá này thì người dân người ta ăn cá nướng đồng này là nước mắt chan thức ăn. Dạ. Tại vì khói á. Con cá nó giống như cá linh ở nước ngọt mình á. Ừ. Như mình nướng vậy ăn nó thịt nó ngọt hơn. Dạ. Ừ. Ngon quá. Con cá này là con cá cá mớm. Con cá mốm. Vì cái mỏ nó mốm. Hình như là con cá này chắc nó xương nhiều à. Ừ, nó xương nhiều con cá đói. Dạ. Thấy tôm vô dạy con chín cho nó ăn. Con ăn nguyên con luôn nha ông Sáu nha. À. Ngon, ngọt không? Dạ, mỗi con cá nó có hương vị khác nhau. Dạ. Cái ruột con cá kìa ông Sáu rồi. Cái ruột ăn cũng được luôn. Dạ. Mốc khói luôn. Này ráng cương ráng ăn cá nướng. Nói thiệt chúng Sáu, đây là những cái con cá mà lần đầu tiên trong đời con được ăn đó. Từ nhỏ lớn mới sinh ra. Con cá đói thì con được ăn rồi, nhưng mà con cá mớm thì chưa được ăn. Nói bà con bác nào ăn con cá này rồi mai mốt kiếm cá này ăn có. Mai mốt tay ví dụ như kêu ông Sáu đi vợ đú nướng tôm đặt tua ông Sáu chịu không? Cũng làm cho nếu mà bà con bác đã cần ăn mình đi làm người ta. Đó. Dạ. Làm ra ăn tôi biết thưởng thức cái mùi quê hương của mình ở đây. Dạ. Dạ. Ồ ngon quá. Đây chín là... quá chín ông Sáu rồi. Đây cá hương. Đây. Đây cá hương đếm. Dạ. Hôm nay là con cá bố muốn nó chín rồi đó ông Sáu rồi. Bố cái đầu nó chưa chín đâu. Nó cũng chín rồi nhưng mà nó chưa chín. Dạ. Chưa chín hung á. Đó. Đây cá nụ. Dạ. Rồi, ăn tiếp ha. Con cá hờn. Hai con cá hờn luôn. Ông Sáu ăn con bự đi. Để từ nữa ăn tôm này. Tôm chín rồi đó ông Sáu ơi. Vậy được rồi. Nhạt lắm. Dạ, nhạt lửa. Ông Sáu ăn con này coi. Con cá này.
Đây một con cá hờn. Là ông Sáu với bà Sáu là thường nướng cá rồi đem cơm thôi ăn. Đem cơm mà đem muối ớt không à? Dạ. Đem muối theo à. Ừ, giống như là mình đặt ba cái bẫy. Ra đó là buổi trưa mình nghỉ đợi. Bây giờ đặt rồi, như sáng giờ là đặt rồi rồi đó. Rồi cái mình chắc mày lên nướng lên bờ đó. Dạ. Rồi mình nướng. Dạ. Đẻ củi ấy với lụm ba củi trôi đồ kia nó tấp lên trên bờ nè nó khô đó. Dạ. Rồi cái mình đốt lửa lên mình nướng. Dạ. Con cá hương này ngon à? Ừ. Nó thường ít. Dạ. Cái hương vị của con cá nó ớt xương ngon lắm. Ừ. Cô bán bánh chừng nè. Xương của con cá có thể ăn được luôn á. Dạ. Xương ruột. Vậy. Bà Sáu đợi nắng không bà Sáu? Không đâu con. Trời này bữa nay đâu có nắng. Dạ. Rồi mày đi miệng đi nắng đội kìa. Công nhận hồ nó bụi lời. Trời bữa đó đi đặt gặp cũng 6 ngày không đợi nón luôn. Không nắng hay gì á. Con là hồ đen mà. Rồi. Lúc nãy đất ăn cái máy nó gớt xuống. Rồi bây giờ thì cũng gần xong hay không Sáu hả? Dạ. Còn hai con nữa. Hai con này. Hai con này nữa là xong. Con này là chín rồi. Dạ. Ông Sáu xé ra cho con coi với. Ồ, à. Ông Sáu ăn miếng đó đi. Ông Sáu ăn cái phần thịt đó. Nè mày ăn đi, tao ăn con nhỏ nãy giờ mày đưa con lớn cho tao không à. Dạ. Ôi. Thịt nó tươi gói luôn. Rồi chắc ăn hết con này thì cũng máy cũng hết pin luôn rồi. Thôi chào cô bác quý anh chị và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau. Nếu mà có muốn quay về ông Sáu đi hãy comment cho Bùi Hồ biết nha. Ông Sáu ha. À. Ông Sáu là kỹ năng sinh tồn là số 1 luôn á. Thôi chào cô bác quý anh chị, hẹn gặp lại ở clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ha. Vậy hai cô bác các anh chị em cũng vừa xong là một vừa hết hành trình để tái hiện lại cái cảnh ông Sáu với bà Sáu mà hàng ngày đi đặt 7 con cúm và ăn trưa là như thế nào. Thì chắc có lẽ đây là hai buổi ăn trưa mà nhớ nhất, là một là ăn trưa ở trên cái chiếc xuồng lắc lư, hai là ăn trưa trong rừng như thế này. Cũng mong video clip này sẽ được cô bác quý anh chị hưởng ứng. Xin chân thành cảm ơn ông Sáu với bà Sáu rất là nhiều để tái hiện lại một cái cảnh nào đó về miền dân dã cho cô bác quý anh chị xem ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau.